Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để biến ước mơ thành hiện thực? Có một loại thuốc thần bí nào có thể hóa giải tất cả những thách thức của cuộc sống? Khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình này, hãy nhớ rằng sự chuyển hóa thực sự sẽ nở rộ khi chúng ta nâng cao tần số của chính mình, cộng hưởng với trạng thái hài hòa với những điều bạn mong muốn. Như lời Einstein đã từng nói, một vấn đề không thể được giải quyết ở mức độ mà nó được tạo ra. Bạn phải đến một cấp độ khác, nơi có giải pháp hãy tưởng tượng sự thay đổi này như một sự nâng cao tần số vô tuyến bên trong chúng ta tương tự như bước sóng cao hơn đây là những gì chúng ta gọi là kênh kênh là đường dẫn đến một cõi thanh tao nơi thông tin chảy dễ dàng vượt quá giới hạn của tâm trí có ý thức của chúng ta nó giống như khai thác trí tuệ vũ trụ một ngọn hải đang hướng dẫn vượt qua sự hiểu biết thông thường của chúng ta Hãy tưởng tượng tâm trí bạn là một máy thu radio có thể truy cập vào nhiều đài khác nhau. Vì vậy, khi chúng ta chuyển kênh, tần số tinh thần của chúng ta sẽ thay đổi. Ở trạng thái này, chúng ta bước vào tần số gamma, cộng hưởng ở một nhịp điệu độc đáo từ 40 đến 100 chu kỳ mỗi giây. Sự chuyển đổi này giống như bước vào một chiều không gian mới, nơi những hiểu biết sâu sắc và giải pháp đang chờ đợi sự kêu gọi của chúng ta giống như bạn sẽ thay đổi núm vặn trên radio để thu được tín hiệu rõ ràng hơn việc chuyển kênh bao gồm việc điều chỉnh mặt số tinh thần để cộng hưởng với những hiểu biết sâu sắc về vũ trụ điều này cho phép chúng ta vượt qua khả năng giải quyết vấn đề thông thường và đi vào một chiều không gian nơi các giải pháp phát triển mạnh mẽ vì vậy chuyển kênh là một quá trình điều chỉnh chúng ta với tần số cao hơn cho phép bản giao hưởng của vũ trụ hòa hợp với mong muốn và ý định của chúng ta nhưng hãy nhớ rằng việc chuyển kênh không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian đó là một nghệ thuật vượt thời gian giúp thu hẹp khoảng cách giữa cái đã biết và cái bí ẩn hãy tưởng tượng một trạng thái mà thời gian tạm thời bị ngưng động và thế giới xung quanh bạn dường như biến mất trạng thái này tồn tại bên trong chúng ta được gọi là trạng thái gamma trạng thái này có thể đạt được thông qua các hoạt động mà chúng ta yêu thích hoặc thậm chí là thiền sâu trong trạng thái này, những điều trần tục tan biến, chỉ còn lại một sự cộng hưởng mạnh mẽ kết nối chúng ta với những hiểu biết sâu sắc. Khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình này, hãy nhớ nguyên tắc cơ bản này, mọi thứ đều liên quan đến sự cộng hưởng. Hãy nghĩ về sự cộng hưởng như một bản giao hưởng của các tần số chỉ hòa hợp với các nốt nhạc liên quan của chúng. Khi hoạt động trong trạng thái gamma, tần số của chúng ta sẽ đồng bộ với một điều chỉnh độc đáo của cấp độ đó sự liên kết này kích hoạt một hiện tượng sự thu hút thông tin phù hợp với tần số cao này giống như chúng ta điều chỉnh radio cho một đài cụ thể tâm trí của chúng ta điều chỉnh vào các tần số tương thích với trạng thái tồn tại của chúng ta hãy nghĩ về nó như một vũ điệu của các trung động mỗi bước bạn đi đều là một nốt nhạc trong vũ đạo vũ trụ này nâng cao tần số của bạn bao gồm việc đồng bộ hóa suy nghĩ cảm xúc và nguyện vọng của bạn với nhịp điệu của vũ trụ. Nó không chỉ là về những gì bạn nghĩ hoặc cảm thấy, đó là về cách bạn di chuyển trong cuộc sống, theo đuổi những đam mê thực sự của bạn. Bây giờ, hãy đi sâu hơn vào nguồn gốc của trí tuệ. Hãy xem xét một nguồn vô hình, một kho chứa hướng dẫn tuôn chảy từ một trí tuệ cao hơn, một trí tuệ sâu sắc đến mức thường được gọi là ý thức thần thánh những người hòa hợp với nguồn này nhận ra một sức mạnh phi thường được gọi là ý định giống như thể vũ trụ được tạo thành từ những sợi chỉ được dệt bởi ý định tạo nên một tấm thảm tồn tại kết nối mọi thứ mọi nguyên tử mọi nhịp tim mọi ngôi sao mỗi thứ đều được dệt vào tấm vải phức tạp này thông qua ý định khái niệm này cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về những lực lượng vô hình đang định hình thực tế của chúng ta một cái nhìn thoáng qua về thiết kế sâu sắc nằm dưới vũ trụ của chúng ta. Trong suốt lịch sử, các bậc thầy và người hướng dẫn thông thái đã cống hiến bản thân không chỉ để hiểu và làm sáng tỏ mối liên hệ sâu sắc này mà còn để thanh lọc nó khỏi những hậu quả của những lo lắng thường ngày trong cuộc sống. Tấm thảm của vũ trụ đã được dệt tỉ mỉ, từng sợi chỉ của sự tồn tại, bao gồm cả bạn, đều có chủ đích đầy đủ. Mỗi cây cỏ đung đưa, mỗi ngọn núi Mọi thứ làm đẹp thế giới của chúng ta đều bắt nguồn từ một nguồn, nguồn của ý định. Chúng ta vốn dĩ đã kết nối với nó, câu hỏi là trạng thái của kết nối đó, sự liên kết giữa bạn và nguồn ý định rộng lớn này có bị nhầm lẫn hay rõ ràng như thế nào. Do đó, sự cộng hưởng của bạn càng hài hòa, bạn càng có thể vận dụng khả năng của trường này. Hãy tưởng tượng nó như một vũ điệu vũ trụ, một bản giao hưởng của những khả năng khi hòa hợp với nguồn ý định bạn vận dụng sức mạnh của nó bạn trở thành phương tiện chứa đựng những điều kỳ diệu một phương tiện chữa lành và là người thu hút sự giàu có mà từ lâu đã lẫn tránh bạn những người phù hợp sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn vào đúng thời điểm được biểu hiện bởi nguồn vũ trụ mà từ đó tất cả các sinh vật và mọi thứ đều phát sinh hãy coi nguồn này là nơi sinh ra các ngôi sao nguồn gốc của các thiên hà và là cái nôi của mọi sự sống nguồn phổ quát này điều phối dòng sự kiện hướng dẫn chúng thành sự liên kết hoàn hảo hôm nay cuộc hành trình mời gọi chúng ta khám phá nghệ thuật khơi dậy mối quan hệ của chúng ta một cách có chủ ý đó là việc trở thành những người bảo vệ luôn sẵn sàng cho mối liên kết này giữ cho nó nguyên sơ và chống lại sự ăn mòn của thời gian hãy nghĩ về điều này cách chúng ta nhìn nhận thế giới có thể định hình thế giới sẽ trở thành như thế nào ansan nhà khoa học lỗi lạc từng suy ngẫm rằng quyết định quan trọng nhất mà chúng ta đưa ra trong cuộc sống xoay quanh một câu hỏi tôi sống trong một vũ trụ thân thiện hay thù địch theo cách này chúng ta có thể nói rằng nếu quan điểm của bạn là giận dữ thù hận và thù địch bạn có thể sẽ tạo ra chính xác điều đó trong thực tế của mình đây là một hiểu biết sâu sắc từ các nhà khoa học vĩ đại điều thú vị là khi bạn thay đổi quan điểm bản thân thực tế cũng được thay đổi tuy nhiên giữa những thử thách việc tìm kiếm giải pháp bên ngoài là điều thường thấy khi câu trả lời thường nằm ở bên trong đó là lý do tại sao việc kết nối với nguồn ý định lại quan trọng như vậy đó là một câu hỏi về sự sẵn sàng của bạn để duy trì kết nối đó không bị ảnh hưởng bởi dĩ xét hoặc sự thoái hóa của thời gian. Hãy tưởng tượng ý định như một dòng sông chảy trong bạn, một dòng suối tiềm năng thuần khiết. Vai trò của bạn là giữ cho dòng sông này trong sạch, cho phép dòng nước của ý định chảy tự do. Nó không phải về việc phát minh hay xây dựng mà là về việc cho phép. Loại bỏ những mảnh vụn cản trở dòng chảy bạn chỉ cần là người bảo vệ dòng chảy này giữ cho nó sạch sẽ một cách chăm chỉ khi bạn đạt được điều này những trở ngại khó khăn và xung đột từng tưởng như không thể vượt qua sẽ thay đổi hãy nhớ rằng giải pháp không nằm ở bên ngoài mà nằm ở bên trong đang chờ đợi bạn khám phá nó không phải là tập trung vào các điểm bên ngoài mà là vào bản chất sâu sắc tồn tại trong bạn đây là nơi mà sự chú ý chủ quan xuất hiện vì vậy, hãy về khái niệm này bằng những nét về khái quát. Hãy tưởng tượng hai con đường khác nhau, một con đường hướng ra ngoài, con đường kia hướng vào trong. Con đường chú ý khách quan nhìn thế giới qua lăng kính bên ngoài, trong khi con đường chú ý chủ quan nhìn vào sâu thẳm con người bạn, nơi cư trú của những ý định và mong muốn. Trọng tâm của sự khác biệt này nằm trong tay bạn vì sức mạnh định hình tương lai của bạn nằm ở sự chú ý chủ quan hãy coi trí tưởng tượng của bạn như một bức vẽ mỗi nét vẽ sẽ vẽ nên tấm thảm thực tế của bạn tấm vải này phản ứng với những chạm của bạn phản chiếu những hình ảnh bạn gợi lên nhưng có một quy tắc đừng phàn nàn hay giải thích những gì bạn đã dệt bên trong bạn chỉ là của bạn không cần phải biện minh hay giải thích đó là kiệt tác của bạn một nơi trú ẩn của sự sáng tạo để tạo nên thực tế của bạn hãy gạt bỏ ý kiến của người khác sau đó tin tưởng bản thân là người tạo tác cho số phận của mình và hãy cố gắng hiểu sự chú ý chủ quan sự hiểu biết cơ bản rằng bạn và chỉ bạn mới là tác giả của những ham muốn hoàn toàn do bạn tưởng tượng ra hãy so sánh điều này với sự chú ý khách quan nơi bạn trở thành kết quả đơn thuần của những tiếng nói bên ngoài một tác phẩm điêu khắc được tạo hình bởi bàn tay phán xét của người khác trong lĩnh vực chú ý chủ quan những gì của bạn vẫn là của bạn khi thiết lập một ý định hãy giữ chặt nó trong trí tưởng tượng của bạn và đừng để những ý kiến bên ngoài làm chệch hướng hướng đi của bạn hãy kiên quyết và đừng bị lung lay bởi những tuyên bố về tính không thể chi phí hoặc thái độ hoài nghi hãy coi ý định của bạn như những ngôi sao trên bầu trời đêm cho dù chúng có vẻ mờ nhạt hay xa cách đến đâu chúng vẫn có một ánh sáng rực rỡ không lay chuyển những tiếng nói bên ngoài có thể tạo ra bóng tối nhưng những tinh thần bên trong bạn vẫn không thay đổi có một mô thức suy nghĩ định hình cách chúng ta nhìn nhận bản thân người khác và vũ trụ mô thức suy nghĩ này được gọi là bản ngã nó thầm thì rằng bản sắc của bạn phụ thuộc vào tài sản hành động và ý kiến của người khác khiến bạn tin rằng bạn tách biệt với mọi người và thậm chí cả với thần thánh hầu hết chúng ta lớn lên với quan niệm rằng giá trị của chúng ta gắn liền với những gì chúng ta đạt được thu thập được hoặc cách người khác nhìn nhận về chúng ta nhưng có một sự thay đổi chúng ta có thể thực hiện chúng ta có thể định hình lại suy nghĩ của mình một cách có ý thức thay vì đầu hàng với những suy nghĩ như tôi không thể làm gì được hoặc nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi hãy nắm bắt mô hình về khả năng điều này không có nghĩa là chữa lành tức thời hay sự biến mất của khó chịu nhưng nó có nghĩa là mời gọi một cách suy nghĩ thay thế giống như việc thiết lập sân khấu cho một loại diễn xuất khác một cách tiếp cận nói rằng với thần thánh mọi thứ đều có thể xảy ra sự thay đổi này không phải là về giải pháp kỳ diệu mà là về việc điều chỉnh lại cảnh quan tinh thần của bạn đó là sự chuyển đổi những hạn chế thành tiềm năng từ những niềm tin cố định thành một bức tranh rộng lớn sự thay đổi mô thức suy nghĩ này mở rộng đến mọi khía cạnh của cuộc sống mọi trải nghiệm mọi thử thách quá trình chuyển đổi này là một con đường mở ra cánh cửa tiết lộ những quan điểm trước đây bị che khuất bởi cái bóng của bản ngã đó là một sự thay đổi về mặt tinh thần thúc đẩy bạn hướng tới những nguyện vọng của mình hãy nghĩ về nó như một điều nhảy giữa những suy nghĩ có ý thức của bạn và nhịp điệu của vũ trụ hãy tưởng tượng một thế giới nơi những khả năng dồi dào nơi tiếp cận với một cõi như vậy trở thành một trong những trải nghiệm phi thường nhất mà bạn có thể có đó là một tư duy mà tôi cố gắng thể hiện một thực hành vẫn kiên định giữa những thách thức của cuộc sống bất kể đó là khủng hoảng gia đình hay khó khăn tài chính cách tiếp cận vẫn như cũ thay vì khuất phục trước nỗi sợ hãi hay tuyệt vọng chúng ta có thể nuôi dưỡng một suy nghĩ một khẳng định vang dội thầm thì Tôi có thể điều hướng một cách tinh tế. Có những giải pháp vượt ra ngoài tầm nhìn của tôi. Mặc dù tôi chưa nhìn thấy con đường, nhưng tôi tập trung vào tiềm năng. Đây là một nguyên tắc tư duy khả năng. Đó là nghệ thuật hòa hợp những suy nghĩ của bạn với vô số khả năng tiềm ẩn. Không phải là gạt bỏ thử thách, nó là về việc đối mặt với chúng với một góc nhìn tràn đầy hy vọng đó là về việc chấp nhận quan niệm rằng bên trong mỗi chướng ngại vật đều có một cánh cửa ẩn dấu dẫn đến sự phát triển ngoài tư duy về khả năng bạn cần phải có sự liên kết hãy tưởng tượng mọi lời bào chữa đều là sự mất kết nối sự bất hòa giữa bản chất và nguồn gốc của bạn nhưng bạn đến với thế giới này từ một thế giới của sự hài hòa thuần khiết một nơi của sự liên kết hoàn hảo vậy tại sao trong quá trình tìm kiếm sự hiểu biết chúng ta phải đợi đến hơi thở cuối cùng mới khôi phục được mối liên hệ này. Câu nói của San vang vọng ở đây, tôi muốn học cách suy nghĩ như chú nghĩ. Khái niệm này là sự liên kết. Đó là việc áp dụng những khuôn mẫu suy nghĩ của thần thánh, đồng bộ hóa bản giao hưởng tinh thần của bạn với những giai điệu vũ trụ của tạo hóa. Nguồn này có thể được gọi là Chúa, Đấng Thiên Liên hoặc bất kỳ tên nào bạn chọn nó không chấp nhận bất kỳ lời bào chữa nào nó không bày tỏ sự mệt mỏi hay giới hạn thay vào đó nó mở rộng ân sủng sự kiên nhẫn và niềm tin không lay chuyển vào khả năng do đó để đạt đến cõi này chúng ta phải phản ánh tư duy thần thánh này thay vì tham gia vào sự kháng cự hãy chấp nhận sự khoan dung điều này không có nghĩa là đầu hàng mọi hoàn cảnh nó có nghĩa là cho phép một cách duyên dáng giống như một con sông uốn khúc theo vùng đất. Khi chúng ta đi sâu hơn, hãy nhớ điều này, những nguyên tắc này không chỉ là những khái niệm. Chúng là cánh cổng dẫn đến sự thay đổi sâu sắc. Chúng mời gọi chúng ta tưởng tượng về một thế giới nơi những thách thức chỉ là những bước đệm, nơi cảnh quan bên trong của chúng ta hòa hợp với nhịp điệu vũ trụ. Hãy nhớ rằng, đừng để ý kiến của người khác quyết định những gì có thể xảy ra với bạn. Quý vị đã xem video của chúng tôi. Nếu quý vị thấy video hữu ích, hãy nhấn nút thích và để lại bình luận để chia sẻ những suy nghĩ của quý vị. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị.